Xin chào tất cả mọi người. Tôi đang có mặt tại khách sạn Mường Thanh Diễn Châu. Đây là khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Mường Thanh tại Diễn Châu. Diễn Châu chính là quê hương của ông Thanh Thản. Đấy. Chính vì thế cho nên là ông như là một cách để tri ân quê hương. Mặc dù ở khu vực này là khu vực khá là xa trung tâm, nhưng ông đã xây một khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao rất là đồ sộ hoành tráng ở đây. Đấy, có bể bơi, có các khu biệt thự, có hồ điều hòa và có cả khu chơi golf. Đấy, rất là hoành tráng và đẹp. Hôm nay chúng tôi đến đây là vào dịp thấp điểm, nên là cả khách sạn hình như là chỉ có gia đình tôi và một gia đình nữa thôi. Rất là, trong chuyến đi này của chúng tôi thì vào cái mùa này là mùa thấp điểm của du lịch vào dịp năm mới, và thời tiết thì được cho là mùa đông nên là vắng lắm. Đấy, cực vắng luôn, tôi đi đến đâu cũng rất là vắng. Đấy, khu đầu kia còn có cả khu water park vui chơi, và đầu xa xa đằng bên kia là khu chơi golf. Đó, bên kia là biệt thự ven hồ. Đấy, đây có cả du thuyền nữa luôn. Đấy, du thuyền đây. Đấy. Đấy, hồ rất đẹp. Đấy. Đây là toàn cảnh khách sạn Mường Thanh. Toàn cảnh khách sạn Mường Thanh đây. Đấy. Khách sạn Mường Thanh đây, khách sạn 5 sao nhá. Đấy, khách sạn 5 sao Mường Thanh, biểu tượng của Mường Thanh kia. Đấy. Có thể là một cánh bướm chăng? Một cánh bướm đang cất cánh. Đấy, Mường Thanh Hotel 5 star 5 sao ở Diễn Châu. Đấy. Quê hương của ông Lê Thanh Thản hay là Nguyễn Thanh Thản gì đó. Ngày xưa tôi còn nhớ tôi mua một cái một cái căn hộ của Thanh Thản ở Sa La, thì anh có một cái câu, ông có một cái câu rất là hay là về miền Thanh Thản. Nghe hơi bị khiếp. Đấy. Đây xem nào. Khu nghỉ dưỡng Mường Thanh Diễn Châu rất rộng. Hôm qua bọn tôi vào đây thì đã đi gọi là nhầm đường, leo lên đỉnh đồi xong lại phải quay lại và đi vòng sang phía sau của đồi thì mới tới được đây. Xung quanh thì không còn là rừng nguyên sinh nữa mà là toàn là đồi palm thôi. Đấy, ok. Rồi. Đó. Đấy. Như vậy là mọi người đã có cái nhìn tổng thể về khu nghỉ dưỡng resort của Mường Thanh Diễn Châu nhá. Đấy. Ok. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Ở đằng xa, đằng trên đường chúng tôi đến đây thì có các cái khu khác, có cả vườn hoa hướng dương các thứ rất đẹp. Đấy. Bye bye. Ông con đang truyền hình trực tiếp. Bố hành nghề. Ôi đây à?